Rồi, video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo phụ đề tiếng Việt hoàn toàn miễn phí trên 11 Lab. Ok ha. Thì cái AI 11 Lab vừa mới ra cái tính năng là Speak to Text, nghĩa là nó sẽ dịch từ cái âm thanh hội thoại ra văn bản và có hỗ trợ tiếng Việt ha. Đó, thì nhờ cái tính năng này bạn có thể dễ dàng làm phụ đề tiếng Việt. Ok, bây giờ vào hướng dẫn. Đầu tiên là bạn vào cái trang web là 11lab.io. Thì ở đây là cái thông tin về cái tính năng Speak to Text vừa mới ra mắt này ha. Bạn chỉ việc go to app rồi bạn đăng nhập ha. Đây, ấn vô đây. Thì cái tài khoản mình đăng nhập rồi. Sau đó bạn vào cái Speak to Text ở đây. Rồi. Bạn bấm vào transcribe file để mà bạn up cái file audio hoặc video lên ha. Rồi, mình sẽ lấy một cái file mẫu mình demo này nha. Cái file này là một cái file video 33 giây 41 MB. Đó, thì nó hỗ trợ tối đa là 100 MB mỗi file nha các bạn. Ví dụ cái file video của bạn nó mà trên 100 MB á thì bạn chuyển nó thành file audio cho nó nhẹ ha. Bạn có thể lên Google, bạn search cái từ khóa là Convert Video to Audio. Nó sẽ ra những cái công cụ hỗ trợ cho các bạn chuyển thành file audio ha. Cắt kết hay là những cái phần mềm mà tạo chuyên edit video nó cũng làm được. Rồi, ở đây là mình up lên rồi đây nè. Rồi, những cái này là cái gì? Primary language, tức là cái audio, cái file của bạn á, nó nói cái ngôn ngữ gì thì ở đây bạn chọn. Ví dụ như là file của mình là tiếng Việt ha, thì mình chọn là tiếng Việt đó. Hoặc là bạn để detect cũng được, nó sẽ tự động nó xác minh, tự động nó nhận diện cái đó là tiếng Việt ha. Đó, chắc ăn thì bạn nên chọn cái ngôn ngữ mà bạn muốn là tiếng Việt nè. Rồi, mass speaker tức là trong cái file âm thanh á có bao nhiêu người nói ha. Nếu mà bạn biết chính xác á thì bạn chọn luôn. Ví dụ file âm thanh này chỉ một mình người mình nói thôi, mình chọn số 1. Rồi ví dụ như là file âm thanh mà có 2-3 người nói thì bạn chọn cái số tương ứng. Hoặc là bạn để detect, nó cũng tự nhận diện được. Ở đây thì mình chọn số 1 cho chắc ăn. Tag audio event là gì? Tức là ví dụ như là trong video á mà nó có những cái âm thanh môi trường, ví dụ như là tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng lá cây xào xạc, thì nó cũng thu luôn ha. Bạn kích hoạt cái này lên là nó thu luôn những cái âm thanh đó. Rồi, ok. Nghe thử xíu nha, nghe thử coi. Có một thông tin rất là vui, đó là tài khoản ChatGPT Plus đã có thể dùng được tính năng Deep Research ha. Đó, rồi, ok. Thì tính năng này nó cho dùng miễn phí tới ngày 9 tháng 4 2025. Sau đó thì nó cũng sẽ tính phí nha. Nhưng mà mình nghĩ là tính phí cũng không có mắc đâu. Rồi, Transcribe, bấm thì nó sẽ phân tích ha. Tính năng này á, tính năng mà tạo phụ đề tự động á, thì trên các kit bản Pro nó cũng có các bạn. Mà mình test rồi thì mình thấy là cái thằng mà 11 Lab nè, nó nhận diện tiếng Việt nó hay hơn thằng cấp kết Pro ha. Đó, thì bạn nào ví dụ như là cần cái tool mà chuyên xử lý âm thanh á thì có thể dùng thằng này. Rồi xong rồi nè, xử lý đây nè, bạn bấm vô đó, nó sẽ ra này nha, nội dung này, nghe thử nha. Có một thông tin rất là vui, đó là tài khoản ChatGPT Plus đã có thể dùng được tính năng Deep Research ha. Đó, nó nhận diện chính xác hơn là cắt kết rất là nhiều luôn các bạn. À, đó, rồi. Bây giờ là nếu mà muốn xuất ra phụ đề thì như thế nào? Rồi, ok nha. Xuất ra phụ đề nè, bạn nhìn cái chữ export chỗ góc nè, thấy không? Bấm vô, rồi, xuất ra phụ đề là .srt. Bấm. Xuất ra phụ đề, tải về. Đây, file phụ đề nữa các bạn, thấy không? Đó, là bây giờ các bạn upload nó lên video hoặc là upload lên YouTube cái cho cái video của bạn á, là bạn có một cái phụ đề ngon lành ha. Còn ví dụ như là có một vài đoạn nó nhận diện sai á, bạn có thể edit lại. Đó, edit lại ngay trên cái file text này. Đó, ok ha. Rồi, đó là tính năng tạo phụ đề tiếng Việt hoàn toàn miễn phí trên 11 Lab dựa vào cái công cụ là Speak to Text của 11 Lab. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà thấy hay thì cho mình một like và subscribe ủng hộ chân đất channel. Bye bye and good luck.